Hồi ký biên cương, tác giả Đặng Đình Thịnh. Trở lại đơn vị. Ngày 25 tháng 11 năm 1983, tôi đi một vòng hết các nhà đồng đội ở quận Hoàn Kiếm cùng ở đại đội 1 thông báo viết thư và chuẩn bị quà. Đến ngày 27, tôi sẽ đến lấy để mang lên đơn vị. Tối ngày 27 tháng 11, tôi đến nhà thằng Hùng Lùn để lấy quà. Ngay cạnh nhà Hùng Lùn có thằng Lượng Vật cũng đi lính cùng đợt chúng tôi. Nhưng khi lên biên giới nó ở C3, gia đình nó biết tôi đến nhận quà của nhà Hùng Lùn thì chạy náo loạn cả lên. Người đi mua thuốc lào, người đi mua mì chính, người ngồi viết thư để gửi tôi mang đi. Thằng Lượng Vật khác xê, khi tôi về nó cũng không biết, không viết thư về, cho nên mới gấp gáp như vậy. Chỉ mì chính, thuốc lào, thư và quân tư trang của tôi mà đã một ba lô đầy nặng. Tôi mua quà bánh rồi mang lên đơn vị khoảng 500 đồng. Vé ô tô đi Cao Bằng gửi mua trước vì có người nhà làm ở bến xe. Tôi dồn hết tiền của gia đình đồng đội gửi và cả của tôi nữa, lên phố Hàng Mã mua giấy cuộn thuốc lá. Làm buôn một chuyến lên đơn vị, bán vừa có lãi vừa đỡ phải cầm tiền mặt, đi nhiều để phòng mất cắp, móc túi. Tối khuya ngày 27 tháng 11, tôi đã chuẩn bị buộc ba lô gọn gàng. Sáng hôm sau, 5 giờ 30, tôi gạt nước mắt, nghẹn ngào chào bố mẹ. Tôi khoác ba lô lên đường, về đơn vị để làm nốt phần nghĩa vụ còn lại của mình. Mẹ tôi đưa tôi lên bến xe, bạn của mẹ tôi mà tôi vẫn gọi bằng dì, đưa cho tôi vé xe đi Cao Bằng và dắt tôi ra xe. Vé của tôi ngay hàng ghế đầu sau lái xe. Đúng 6 giờ, trời mới tờ mờ sáng, xe đã chuyển bánh. Mẹ tôi giơ tay vẫy và khóc. Tôi cũng không cầm được nước mắt, phải quay mặt đi. Khi xe ô tô chạy ra khỏi bến Nứa để lên cầu Long Biên, mẹ tôi chạy theo xe, vừa khóc, vừa vẫy gọi. Con ơi! Tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, nói. Thôi mẹ về đi, con đi đây. Rồi tôi quay mặt vào trong, lại khóc. Khi xe ô tô đã vào cầu Long Biên rồi, tôi nghĩ thương bố mẹ già của tôi quá. Mà cũng vì thương bố mẹ nên tôi phải về đơn vị để làm nốt phần nhiệm vụ còn lại của mình. Khi lên tới bến xe Cao Bằng thì trời đã tối hẳn. Tôi một mình cũng chẳng biết đi đâu và trọ ở đâu cả. Bèn trải cái áo mưa ra ngay nền nhà chờ bến xe, bỏ xôi và muối vừng mà mẹ tôi đã chuẩn bị cho. Ăn hết nắm xôi đó cũng ấm bụng. Một vài người nữa cũng vào nhà chờ của bến xe, trải áo mưa ra và nghỉ như tôi. Có cả vài anh lính. Tôi bỏ bao thuốc lá du lịch, mời mấy anh lính hỏi chuyện làm quen. Trong số các anh lính đó cũng có một anh lính 677 như tôi. Còn các anh kia ở các hướng khác tôi không nhớ kỹ lắm. Qua chuyện trò, tôi biết anh ấy thuộc C-13, pháo phòng không 23 ly. Ở 23 ly tôi có thằng bạn gần nhà, nó cũng có quà của gia đình gửi lên. Anh lính kia à lên một tiếng và nói đó là thằng Luân, làm văn thư của C-13, kiêm thợ sửa chữa pháo. Khi lên biên giới, nó cũng ở C-1 cùng tôi, sau nó đi học lớp quân khí. Trước khi đi bộ đội, nó đã học hết lớp 10 và đã có giấy gọi vào đại học. Hai anh em chuyện trò miên man. Thế là tôi đã có bạn đường về đơn vị. Chập chờn thao thức, ngủ gà ngủ gật, tôi hút thuốc lá liên tục, chỉ lo cho cái ba lô của tôi, bao nhiêu là quà của đồng đội, không may mất một cái thì nguy, mà chẳng biết ăn nói với chúng nó làm sao. Thế rồi trời cũng sáng. Tôi với anh lính C-13E-677 ăn sáng tại bến xe. Khi ăn xong, bến xe thông báo không có chuyến đi lên Thông Nông vì trời mưa đường trơn, xe không chạy được.
Tôi với anh lính C-13 bàn nhau đi xe ô tô vào nước 2, rồi đi bộ về đơn vị cũng được. Vào thị trấn nước 2, tầm 7 giờ sáng, khi xuống xe chúng tôi xốc ba lô lên đường ngay và hạ quyết tâm tối nay phải về đến C-13 bằng mọi giá. Chúng tôi mua bánh chưng ở nước 2, buộc vào ba lô để ăn trưa, lại ngược đường qua mỏ sắt, vượt đèo Mã Quỳnh. Khi xuống đến hết đèo Mã Quỳnh thì trời đã tối. Tôi gõ cửa bưu điện huyện Thông Nông, đánh một bức điện tín về gia đình. Nội dung: bố, mẹ, con đã lên tới đơn vị an toàn, rồi cùng anh lính C-13 về đơn vị. Khi về đến C-13, anh lính gọi to: Luân ơi, có đồng hương Hà Nội lên chơi này. Lúc đó khoảng 8 giờ tối, thằng Luân từ nhà xe bộ lao ra, miệng hỏi: đâu đâu? Qua ánh đèn pin nó nhận ra tôi, ôm chầm lấy. Cũng hơn 2 năm, tôi với nó không gặp nhau rồi. Nó đưa tôi vào nhà xe bộ, giới thiệu tôi với ban chỉ huy C-13. Tôi bỏ chè thuốc lá ra mời các anh ở trong xe bộ. Các anh hỏi đã ăn gì chưa? Chả khách sáo làm gì. Tôi nói: em chưa ăn gì cả. Một anh hình như là chính trị viên đi ra ngoài một lát rồi quay vào, bảo thằng Luân xuống quản lý lấy gạo và thực phẩm thổi cơm cho tôi ăn. Rau thì thằng Luân tăng ra được mấy luống, tốt lắm. Tối đó tôi và thằng Luân ngủ với nhau chung một giường. Tôi kể hết tất cả mọi thứ chuyện ở nhà, đưa thư và quà mà gia đình nó gửi tôi mang lên, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, ngày 30 tháng 11 năm 1983, khi tôi thức dậy thì thằng Luân đã lấy cơm phụ về rồi. Tôi đánh răng rửa mặt xong ăn sáng luôn. Ăn uống xong tôi chào ban chỉ huy C-13 để lên đơn vị. Thằng Luân xin đơn vị tiễn tôi một đoạn. Nó đưa tôi vào bản, bán hết số giấy cuốn thuốc lá, lấy tiền về đơn vị giả anh em. Khi đã bán hết số giấy cuộn thuốc lá và đưa quà cho thằng Luân thì ba lô của tôi cũng nhẹ đi được chút ít. Tôi với thằng Luân chia tay nhau. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, tôi đến C-19 quân y trung đoàn, tức trạm xá trung đoàn, nộp lại toàn bộ những thứ giấy tờ liên quan đến giám định thương tật của tôi trên quân y 91 để vào sổ lưu lại. Bác sĩ viện quân y 91 dặn thế. Xong tôi khoác ba lô về đơn vị. 4 giờ chiều ngày 30 tháng 11 năm 1983, tôi về đến C-1. Tôi khoác ba lô vào tiểu đội cối, anh em mừng rỡ, nhất là khi tôi bỏ quà của gia đình họ gửi. Bỗng nhiên, với vẻ mặt buồn buồn, thằng thường cối nói: quân số của tôi đã bị cắt xuống B-1 rồi, không còn ở tiểu đội cối nữa. Khi tôi đi viện thì đơn vị nhận thêm một đợt quân lính tháng 9 năm 1983 đã biên chế đủ cho tiểu đội cối rồi. Tôi cầm giấy ra viện xuống nộp đại đội và giấy cung cấp tài chính cho quản lý, rồi hỏi đại đội quân số của tôi hiện giờ đang ở đâu. Đại đội trả lời là tôi đã chuyển xuống B-1 rồi. Tôi để lại ít quà của tôi cho A cối rồi khoác ba lô xuống B-1, báo cáo quân số tôi đã có mặt và trả quà hết cho anh em. Cuộc đi viện về nhà hợp pháp của tôi vừa tròn 2 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 1983 đến đơn vị ngày 30 tháng 11. Cuộc sống mới ở B bộ binh. Khi tôi đi viện về đơn vị, quân số của tôi đã bị chuyển xuống B-1 bộ binh. Tôi cũng hơi bị phật lòng và khó chịu, vì tôi đã sống ở tiểu đội hỏa lực cối 60 hơn 2 năm rồi. Nhưng thôi, xuống B-1 càng nhiều anh em đồng hương cũng vui. Tôi không nhớ rõ là tôi được biên chế vào tiểu đội nào và được trang bị súng gì. Tôi chỉ nhớ lúc đó thằng Hùng Lùn đang phụ trách trung đội. Tôi nhập ngay với anh em đồng hương Hà Nội, gồm Hùng Lùn, Hùng Mù, Hùng Chuối, Dũng Sún, Bình Tông và tôi nữa. 6 anh em, vừa đủ một mâm. Sau có thêm thằng Liên Kim Khâu Nâu, lính tháng 3 năm 1983 nữa, là 7 người. Khi tôi đã đưa trả quà và tiền cho chúng xong, chỉ còn duy nhất gói quà của thằng Lượng Vật, nhưng nó ở C3. Đang phàn nàn thì anh em bảo nó đang làm công trình trọ ở nhà cây bóng ở Bản Lịch. Tôi liền cầm quà xuống Bản Lịch đưa cho thằng Lượng Vật. Thế là xong phần quà cáp của anh em.
Vài ngày sau đó, tôi vẫn được nghỉ công tác. Vì thằng Hùng Lùn phụ trách trung đội, tôi lại mới đi viện về. Mà công trình thủy điện đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ phải chôn cột điện gỗ. Dân bản làm, còn kéo dây điện thì đã có một đại đội xây dựng, hội thằng Bằng ở cầu gỗ, là quân của sư đoàn vào xây dựng và đảm nhiệm rồi. Tôi chả phải dính líu gì đến cái trạm thủy điện đó, rõ may. Vào một ngày giữa tháng 12 năm 1983, mấy thằng lính Hà Nội ở B1, nhưng hôm đó không có tôi và thằng Hùng Lùn, đi lấy củi, bị trời mắc mưa, chúng nó không lên núi lấy củi được, rủ nhau ra cái nhà mẫu giáo ở Bàn Dế, dỡ hàng rào để lấy củi khô. Đang dỡ thì bị dân phát hiện, vào tiểu đoàn kiến nghị, thế là 5 thằng chúng nó bị cải tạo tiểu đoàn. Hào chiến đấu quanh tiểu đoàn thì tôi, Thanh Chố, Thịnh Voi đã cải tạo xong rồi. Thủy điện thì hội Tùng Dũi ở dê bộ cải tạo cũng đã làm xong. Thế nên đợt này hội lính Hà Nội được làm nhà tham mưu tiểu đoàn, lấy cây, cắt chanh, buộc dứng, chát vách. Rất vất vả, nhưng may còn có tôi và thằng Hùng Lùn ở nhà chăm lo thực phẩm, rau xanh để cải thiện cho chúng nó qua được cái đợt cải tạo tiểu đoàn một tuần. Sát tới ngày 22 tháng 12 năm 1983, hội lính Hà Nội ở B1 bị cải tạo tiểu đoàn mới được tha. Chúng nó bảo hú vía. Cũng may tôi có tài xoay sở thực phẩm tươi sống ở ngoài suối và các đường ven bản, mà đời sống anh em cũng đỡ đi phần nào. Chuẩn bị cho cái Tết 1983-1984. Ngày 22 tháng 12 năm 1983, trạm thủy điện Lương Thông đi vào vận hành. Chúng tôi có điện. Năm đó đơn vị tôi tổ chức đón Tết quân đội khá đầy đủ. Mùa xuân năm 1984 sắp tới, chúng tôi lại bao lo toan chuẩn bị cho cái Tết. Một số thằng lính Hà Nội có dự định về nhà ăn Tết thì tìm đủ mọi cách để về. Có thằng ở lại ăn Tết ở đơn vị thì xác định đây là Tết cuối cùng của đời lính chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đã gần 3 tuổi quân. Phải tổ chức thật hoành tráng và giao lưu với tất cả các anh em lính Hà Nội trong tiểu đoàn. Thằng Bình Tông và thằng Hùng Mù có nhiệm vụ làm chuồng gà. Tôi với thằng Liên Kim Khâu Nâu có nhiệm vụ đi kiếm gà về để nhốt và nuôi. Thằng Hùng Chuối và Dũng Sún có nhiệm vụ chuẩn bị chè, thuốc lá, thuốc lào, mì chính. Thằng Hùng Lùn đang phụ trách trung đội thì sẽ lên kho đại đội, kiếm trác tất cả những cái gì mà kho đại đội có khi chia về cho từng trung đội. Tình hình lúc này không được tốt cho lắm, biệt kích Trung Quốc hoạt động giáo diết. Vào một tối, quân của tiểu đoàn bộ cử biệt phái lính của B vận tải vào rừng khai thác và xẻ gỗ. Nhân lúc chỉ có mỗi thằng Hinh ở lán, thám báo Trung Quốc đã xông vào lán xẻ, bắn chết. Rồi lại C1, thằng Hiếu bị đâm chết ở góc chợ Lương Thông, cứ náo loạn cả lên. Một hôm, cũng tại chợ Lương Thông, lính đi chợ rất đông để mua sắm đồ chuẩn bị Tết. Ở giữa chợ có một thanh niên tay cầm dao chọc tiết lợn xuống tấn định đâm bộ đội, miệng hét lớn: "Tiểu Hà Ma, khẩu ma, khẩu ma!" và liên tục chuyển thế. Tôi thấy có tiếng hô: "Biệt kích Trung Quốc đấy, cẩn thận!" Thằng Hùng ở Đinh Liệt rút được cái đòn gánh, vụt thẳng vào lưng tên biệt kích kia. Đau quá, nó đứng dậy thì ăn ngay một cú đá trời giáng vào giữa ngực của thằng Bình Tông, loạng choạng ngã ngửa và văng dao ra. Có một người lính giữ luôn lấy con dao. Thế là có bao nhiêu ở chợ hôm đó ai cũng có phần đánh để trả thù cho những người bị biệt kích Trung Quốc sát hại. Trong trận ấy, Trương Khọm tích cực nhất, rồi chúng tôi bỏ đi kệ cho dân bắt tên biệt kích đưa vào tiểu đoàn. Tưởng lính được tuyên dương, ai ngờ báo động tập trung tiểu đoàn để kiểm điểm, khiển trách về tội bộ đội ta xuống nặng tay với tên biệt kích kia quá. Lâu rồi tôi không nhớ rõ, hình như tên đó bị chết. Tiểu đoàn kỷ luật khi dân nhận ra đồng chí Trương Khọm đã đánh tên biệt kích đó. Còn ngoài ra dân chả nhận mặt ai được cả. Trương Khọm bị kỷ luật cải tạo trung đoàn 6 tháng. Mà hôm đó cũng vào giai đoạn
bố thằng Hùng Mông Đít ở Đinh Liệt, Hà Nội lên chơi và mang quà Tết cho chúng tôi. Ông già sợ mãi. Dù vậy, tuổi trẻ sôi nổi, Tết đến chúng tôi vẫn đón xuân rất vui vẻ, đầy đủ. Nhất là khoản gà mà tôi đảm nhiệm thì khỏi phải nói, quá đầy đủ và dư thừa nữa là đằng khác. Tôi vẫn đi xin gà vắng mặt của dân. Tết năm 1983-1984 qua đi nhanh chóng. Chúng tôi lại bắt tay vào nhiệm vụ mới. Lệnh của Trung đoàn 677 giao về các đơn vị kiên cố hóa doanh trại. Các đại đội và cả tiểu đoàn bộ nữa cắt quân số trực chiến ở đơn vị, cử lên rừng khai thác gỗ, xẻ ván, xẻ cột nhà ngay trong rừng, rồi cho lính vận chuyển về đơn vị. Đồng thời ở đơn vị tăng cường cho lính lấy củi, lấy đá, đốt vôi. B1 chúng tôi được giao nhiệm vụ đốt vôi, nhưng chỉ đốt bằng củi chứ không có than. Thằng Hùng Lùn được giao nhiệm vụ phụ trách nhân sự, còn tôi được giao phụ trách kỹ thuật. Thú thật, tôi có biết gì về đốt lò vôi mà không có than đâu. Tôi cứ nhận bừa nhiệm vụ về kỹ thuật cho đỡ khổ đã, rồi sang C2 và D bộ tìm hiểu kỹ thuật và cách đào lò vôi. Tôi về đại đội báo cáo, tôi sẽ đào lò vôi và đốt khoảng 2 khối đá, phải cần 12 khối củi, củi phải to bằng bắp chân đến bắp đùi, đốt trong vòng 5 ngày 5 đêm liên tục. Đại đội nhất trí với phương án của tôi. Tôi chọn 6 người ở B1, cả tôi và Hùng Lùn là 8. Tôi thiết kế một cái lò đất đào ở sát mép tả ly đất gần nhà bếp của đại đội và cũng sát núi để anh em vận chuyển đá và củi về lò vôi gần, đỡ vất vả. Tôi đào cái lò vôi đó sâu 2 mét theo hình chuông, đáy và miệng lò 0,8 mét, đoạn giữa thân lò phình ra, đường kính rộng 1,2 mét. Phần đáy lò vôi khoét một lỗ rộng để cho củi vào. Tôi xếp đá vào lò, hết 2 khối như đã dự trù. Khi việc vào lò hoàn tất, chiều hôm đó anh Nghị, xê phó hậu cần, cho chúng tôi một cái chân giò lợn và 2 cân gạo nếp để thổi sôi thắp hương, rồi đốt lò. Qua đêm, ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tôi nhìn vào cửa lò những hòn đá đỏ rực, hồng lừ. Tôi khều ra mấy hòn to bằng nắm đấm đã thành vôi, đưa cho anh Nghị xê phó hậu cần. Anh Nghị mang về cửa nhà xê bộ, lấy 2 cái mũ sắt ra, cho vôi vào. Tôi vôi, nở trắng toát. Các cán bộ đơn vị khác sang tham quan, trầm trồ. Xê của anh được đấy. Anh Nghị xê phó hãnh diện lắm. Rồi tôi đốt nốt 2 ngày đêm nữa, cho đủ 5 ngày đêm. Tôi lấp vào ủ lò, rồi bàn giao trả đại đội lò vôi. Khi đốt xong lò vôi đó, tôi cảm thấy đau đầu và mệt mỏi, chắc suy nghĩ nhiều. Tôi bảo với anh Tùng y tá làm giấy tờ cho tôi xuống trạm xá trung đoàn nghỉ ngơi và điều dưỡng. Tôi khoác ba lô xuống trạm xá trung đoàn, nằm điều dưỡng được khoảng chục ngày, thì trung đoàn nhận được thêm một đợt lính mới tháng 3 năm 84, lính Mê Linh Hà Nội. Và có người ở đơn vị xuống báo tin cho tôi biết, cái lò vôi của tôi khi ra lò đạt 100% loại đá, vì cục nào thành vôi thì đã nở ra thành bột hết rồi. Và các đơn vị khác cũng bị như thế, 100% vôi sống lại đá. Tôi nằm ở trạm xá trung đoàn vài ngày nữa, thằng Hùng Lùn và thằng Liên Kim Khâu Nâu khoác ba lô xuống trung đoàn gặp tôi. Tôi hỏi kỹ lại cái lò vôi tình hình ra sao, nó bảo sống hết. Tôi hỏi lại, chúng mày mang ba lô xuống đây làm gì? Nằm trạm xá trung đoàn à? Tôi chắc mẩm mình lại có bạn ở đây rồi. Thằng Hùng Lùn trả lời, chúng tao xuống hang trung đoàn cải tạo. Tôi giật mình hỏi, tội gì? Nó kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc rất tỉ mỉ. Hôm kia, hội thằng Quang bôm bốp ở C3 xuống chơi, chả có cái gì ăn. Chúng nó mới rủ thêm mấy thằng B1 lính Hà Nội mang súng định ra suối bắn cá. Ở đó không có cá, thấy một đàn vịt đang bơi lội. Chúng quay lại bắt được 3 con mang về B1 thịt. Đang khi vặt lông thì dân bản dế lên tiểu đoàn kiện. Tiểu đoàn trưởng đưa người dân đó lên từng đại đội để tìm. Khi đến B1, C1 thì bắt quả tang 3 chú vịt đang vặt lông dở. Dân nhận ra ngay vịt của họ. Bị bắt quả tang không thể chối cãi được nữa. Cách quan trọng là thằng nào nhận đây? 6 thằng bắt 3 con vịt. Cả C1 với C3 thì hội thằng Quang bôm bốp vi phạm kỷ luật nhiều lần,
lý lịch đen tối lắm. Thằng Dũng Sún và Hùng Chuối cải tạo tiểu đoàn vài lần rồi. Trung đoàn đang dọa bắt vịt của dân này, thằng nào thuộc diện tái phạm sẽ bị tước quân tịch. Chúng nó rất hoang mang, lo sợ. Đã được 3 tuổi quân rồi. Thằng Hùng Lùn đang phụ trách trung đội. Tổng kết năm 1983, đơn vị đạt danh hiệu, đơn vị tiên tiến. Chưa vi phạm kỷ luật lần nào, lý lịch tuyệt đối trong sạch. Thằng Liên Kim Khâu Nâu là lính mới nhập ngũ tháng 3 năm 83, cũng chưa vi phạm kỷ luật lần nào. Hùng Lùn quyết định nhận vụ này, nhưng một thằng bắt 3 con vịt thì vô lý quá. Lúc đó thằng Liên Kim Khâu Nâu xung phong nhận nữa, thế là xong. Tôi nói, hay lắm, chứ cả 6 thằng nhận hết thì có mà dở hơi à? Hùng Lùn kể tiếp, tối hôm đó, nó với thằng Liên làm bản tự kiểm điểm và bản tường trình, rồi sáng hôm sau mang lên đại đội nộp. Đại đội nộp tiểu đoàn báo cáo trung đoàn. Hôm nay, thằng Hùng và thằng Liên xuống chịu án kỷ luật, phạt giam cấp trung đoàn, cải tạo và nằm hang trung đoàn 6 tháng. Tôi an ủi nó, mày nhận thế cũng được, thôi cứ chịu khó cải tạo, anh em không quên đâu. Trong ba lô của tôi còn tí mì chính, thuốc lào nào tôi đưa tất ra cho nó, còn đồng nào tôi cũng đưa nó luôn. Rồi tôi bảo, vài ngày nữa tao cũng xin về đơn vị thôi, tưởng mày xuống đây nằm viện để có bạn, ai dè. Nhìn hai thằng chúng nó khoác ba lô đi vào trung đoàn bộ chịu án kỷ luật, dáng đi lầm lũi, thấy thương. Thằng Hùng Lùn và thằng Liên, hai thằng dũng cảm vì nghĩ đến đồng đội. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.